Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu đến các bạn một module có kích thước rất là nhỏ gọn. Đây, như bạn thấy đấy, trên tay mình đã có là module cảm biến cử chỉ APDS9930. Đây, chúng ta sẽ thấy thì module này của chúng ta sử dụng chuẩn giao tiếp là giao tiếp I2C. Các bạn có thể thấy các chân của chuẩn giao tiếp I2C ở đây. Chúng ta có chân SL, SDA. Module chúng ta thì sử dụng nguồn là nguồn 3,3V DC. Đây chúng ta có chân VCC và chân GND cấm nguồn. Ở đây chúng ta có một chân ngắt để kết nối với điều khiển. Ở đây các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có một cảm biến ADP9930. Còn đây cảm biến chúng ta có kích thước rất nhỏ gọn. Đây các bạn thấy nó có hai mắt. Thì trên cảm biến này được tích hợp một cảm biến tiệm cận, một bộ cảm biến màu RGB và một bộ cảm biến cử chỉ. Module này của chúng ta thì có khả năng phát hiện chuyển động trong khoảng từ 4 đến 8 inch, tức là từ 10 đến 20 cm một vùng xung quanh cái cảm biến của chúng ta. Module này có độ phân giải là 16 bit, độ nhạy đối với ánh sáng của module này đạt mức là 0.01 lắm. Ở chế độ hoạt động thì module này của chúng ta tiêu thụ dòng là 90 microa, thời gian đáp ứng là từ 2,7 mili-giây đến 8 mili-giây. Tần số hoạt động của module này có thể lên đến 400 kHz. Ở chế độ chờ thì module chúng ta chỉ tiêu thụ dòng là 2,2 microa. Với module cảm biến cử chỉ APDS9930 này, các bạn có thể phát hiện chuyển động để điều khiển thiết bị. Với module cảm biến cử chỉ APDS, các bạn có thể kết hợp với vi điều khiển để kiểm soát cử chỉ. Qua đó chúng ta sẽ điều khiển được các loại, ví dụ như là điều khiển robot, điều khiển máy tính. Đấy, các bạn có thể thấy là trên thị trường hiện nay đang có một số cái bộ điều khiển máy tính mà chúng ta gọi là live motion này, thì cũng sử dụng những cái loại cảm biến cử chỉ như này. Cái cảm biến cử chỉ APDS9930 này thì đang được sử dụng trên smartphone Samsung Galaxy S5 của Samsung. Đây, sau đây thì mình sẽ demo một cái ứng dụng của module này cho các bạn xem. Thì ở đây mình có chuẩn bị một cái mạch như này. Đây, mình sẽ kết nối cảm biến vào đây. Nó mình sẽ tiến hành cấp nguồn. Sẽ cấp nguồn vào. Sau khi cấp nguồn, đây các bạn thấy đây, mình đưa tay vào. Đấy. Đây, các bạn có thể thấy là mình cứ đưa tay vào thì trạng thái của đèn sẽ đổi từ bật đưa tay vào đèn sẽ tắt và từ tắt đưa tay vào đèn sẽ bật lên. Đấy, module này của chúng ta thì có khả năng phát hiện chuyển động theo các hướng khác nhau. Ví dụ các bạn di chuyển từ hướng bên trái sang bên phải, hoặc bên phải sang bên trái, hoặc trên xuống dưới, hoặc dưới lên trên, thì module chúng ta đều có khả năng nhận diện được những cái chuyển động này. Ngoài ra thì module cũng có khả năng nhận biết cho chúng ta các màu. Đấy, các bạn có thể sử dụng nó như một cảm biến màu. Video giới thiệu về module cảm biến cử chỉ APDS9930 của nhóm review đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.